bạn nghĩ đang làm trắng da, nhưng thật ra da chỉ trắng trên bề mặt. Pores thực sự giữ da trắng hồng từ bên trong nhờ vitamin B3 tinh khiết. Vì vậy, Pores được hàng triệu phụ nữ châu Á tin dùng. Cứ mỗi giây lại có 2 sản phẩm Pores được bán ra. Pores trắng hồng rạng rỡ, nhãn hiệu dưỡng trắng da hàng đầu thế giới.